nhả lên đường luôn mọi người ơi, bác bỏ vô. Trời ơi, cái này rút ra trừ. Chú gà nay ông cẩy rút ra dự. Không có cái đùa gà. Rất trừ. Giờ chăng lâu. Xô cái đó nè. Cái này chuẩn bị nước, nước nó chảy xuống là có nó lọc vô trong đây mọi người nè, nó chảy xéo xuống kìa. Có nó lọc vô nè, mà bên đây nước nó đang chặn ngược rồi. Nước đang chặn ngược, nước đang chặn ngược kìa, nước chặn lên phía trên nè. Nhưng giờ lên trên đây quấn lưới hạt cao cũng được. Rồi. Cậu lao vậy đâu? Mới rồi à? Đây đi xuống bụi xuống vườn này, đó. Xuống như có không vậy nè. Dưới này ốc bươu không ơi. Ốc bươu này mọi người. Ốc bươu đây. Ốc bươu. Bươu này ốc bươu vòn. Đại trứng này. Đại trứng đó đó đó. Đó. Châu cho bữa cỏ tốt. Này mày có trâu có bò. Trâu trâu ăn chứ bò. Cỏ nín hâu không ăn. Đây này có trào này không? Không biết. Đù. Đây này đặt cái lừa cho nên này đừng ngon này. Chú mình đem cái vỏ xuống dưới này. À, khá bộ hả? Chú. Chú cao được nhiều chưa? Mấy con đó. À, ngon rồi đó. Đó đó. Bình 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 bò mà không đó. Đó. Nó bò bình. Đâu? Bộ trang này hả? À, à đủ. À, quá trời có này. Ừ, có rô đồng này ngon nè. Cao gì chú bón hả? À? Cao gì bón chứ, cái có này họ mua quà kinh lắm chứ. Ừ. Chú này dễ, dễ có lắm hả? Cậu quá hả? Xóm mấy đứa cao ở dưới kia kìa. À. Cao chỗ đập á. À, trời đi xuống dưới nó hoài. Xuống nó chào mấy trời với mấy anh kìa. Xóm ở dưới nó. Đang rụng lên như có thằng này á. Nó lại nha chú nghe. Ừ. Bữa trước ông kia đặt cái lửa đúng ngoài, đúng đúng dưới kia kìa. Thì mới có rù luôn. À. Trời nén 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 rồi ăn ngang cái chứ vậy. Còn quá ha. Đúng sót mấy cái máy này có. Này hồi nãy anh về chú cao ở đây đó hả? Lao chưa? Đang kia hả? Đây còn có rô đồ nhiều cũng ngon chứ. Thỏa sót bờ chỗ này chỗ quán này. Còn quá. Còn quá à. Còn cái gì thấy màu vậy? Không thấy màu. Còn có một phần nước rồi. Có một phần nước hả? Mang tùm lum mấy ngày.